Bảng xếp hạng tứ đại bị nam mê hoặc lòng người. Bạn trai của Dương Tử, Bạch Lộc đốn gục team fan. Bạn trai của Dương Tử Bạch Lộc được chọn là tứ đại mỹ nam mê hoặc lòng người. Mới đây cộng đồng mạng đã tổ chức một cuộc bình chọn tứ đại mỹ nam mê hoặc lòng người. Những cái tên có mặt trong danh sách đều từng khiến dân tình phải mê mẩn với tạo hình cổ trang quá xuất sắc của mình. Hãy cùng chúng tôi điểm danh tứ đại mỹ nam mê hoặc lòng người được dân mạng bầu chọn nhé. Ngao Thụy Bằng. Ngao Thụy Bằng là tên đầu tiên trong danh sách tứ đại mỹ nam mê hoặc lòng người do cư dân mạng bình chọn. Mới đây anh chàng gây sốt với tạo hình cổ trang cực xuất sắc ở dự án Bạch Nguyệt Phạm Tinh, hợp tác cùng Bạch Lộc. Bộ trang phục tối màu kết hợp cùng kiểu tóc buông nơi, giúp Ngao Thụy Bằng trông vừa điển trai lại vừa có phần ma mị. Trước đó chàng mỹ nam này cũng từng gây ấn tượng khi vào vai Lôi Vô Kiệt trong Thiếu Niên Ca Hành. Đặng Vi. Đặng Vi được nhận xét sở hữu gương mặt điển trai như sinh ra để đóng cổ trang. Trước khi bạo lớn với Trường Tương Tư, anh chàng gây sốt với loạt tạo hình cổ trang trong Trường Nguyệt Tận Minh. Hai những hình ảnh cổ trang ở Vân Tổ Hành cũng nhận được vô số lời khen ngợi từ phía khán giả. Mới đây nhất, tạo hình của bạn trai Dương Tử trong Tiên Đài Hữu Thụ khiến khán giả đứng ngồi không yên vì quá xuất sắc. Hồng Minh Hạo. Lợi thế của Hồng Minh Hạo là sở hữu một gương mặt đẹp phi giới tính. Những tạo hình cổ trang của anh chàng luôn có sức hút rất lớn đối với công chúng. Gần đây nhất khi tham gia Đại Mộng Quy Ly, Hồng Minh Hạo gây sốt với loạt ảnh tạo hình đơn giản nhưng cực xoái. Nhiều khán giả cho rằng đây chắc chắn sẽ là một nhân vật bùng nổ của chàng mỹ nam khi lên sóng thời gian tới. Nưu Học Nghĩa. Không phải nưu nượng đình đám, thế nhưng Nưu Học Nghĩa luôn có sức hút rất lớn với khán giả. Từ vai Hạo Trà Xanh trong Nưu Ni, đến Thiên Khải ở Thiên Cổ Quyết Trần, Vô Tâm trong Thiếu Niên Ca Hành. Anh chàng đều khiến khán giả phải choáng ngợp, với ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất tốt. Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng đồng loạt chọn Nưu Học Nghĩa vào vai danh sách từ đại mỹ nam mê hoặc lòng người.